Dạ, Tăng xin chào ông bà cô chú, anh chị em đã quay lại cái kênh Tăng Bích Thái, và hôm nay Tăng sẽ quay một cái video là chia sẻ cái vấn đề cây mít cụ đỏ mình trồng trên cái đất nào nó tốt hay không tốt hay mà còn các bạn. Dạ, thì đây thì Tăng sẽ thử nghiệm trên cái đất của Tăng là vừa rồi Tăng có trồng cây mít Thái, thì một lát nữa Tăng sẽ qua Tăng co sẽ quay lại Tăng trồng 6 tháng rồi nó sẽ phát triển như thế nào và nó hay là nó không phát triển bà con. Nó thì để mình biết cách thức để cho bà con cô bác mình trồng sắp tới mình chăm sóc. Đây là cái vấn đề là Tăng muốn thử nghiệm trên đất của Tăng để mà chia sẻ đến bà con cô bác mình biết mình chăm sóc ha. Dạ thì đây thì Tăng sẽ đi qua bên cái vườn mít của Tăng. Vừa rồi Tăng trồng mít Thái nó chết hết rồi, Tăng bỏ hết rồi, bây giờ Tăng sẽ trồng cái mít ruột đỏ. Đây là bà con cô bác đó, xin giới thiệu bà con cô bác đây. Thì cái vườn này thì Tăng trồng cũng được 6-7 tháng rồi. Tăng cũng không nhớ rõ ngày lắm, mà chắc tầm đó đó. Để Tăng qua, Tăng để Tăng về đây cũng lâu rồi Tăng chưa có về đây để Tăng chia sẻ với bà con mình là cái vấn đề cây mít ruột đỏ này nó phù hợp như thế nào ha bà con. Quá. Bởi vì là trong cái video này thì Tăng cũng xin chia sẻ với bà con cô bác mình. Nó thứ nhất là cái vấn đề gì? Là cái vườn này á, là Tăng đã trồng mít Thái hết rồi, hồi xưa hết rồi. Thì Tăng trồng lại cây mít ruột đỏ này. Thì Tăng cũng thưa với bà con cô bác đây luôn là nó không phát triển bằng cái đất mới mình trồng nha bà con cô bác. Đó. Giống như mấy cái cây này là đợt này á, là Tăng Tăng đã trồng đợt thứ hai rồi đó bà con. Tăng lựa cây rất là tốt nhưng mà thật sự lên là nó không tốt không. Thì đâm ra là Tăng muốn video này để Tăng chia sẻ với bà con cô bác mình để mình khi mình đã có trồng trên cái cây mình cái đất mình đã có trồng mới Thái rồi á thì là mình sẽ cải tạo lại thì mình hãy nên trồng. Còn cái này á Tăng không có cải tạo. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề á, đây nè bà con cô bác, cái clip của Tăng á làm ngày xưa hồi đó, nói chung nó không được là cao lắm. Đó. Đâm ra bây giờ nó cũng thiếu, hơi thiếu đất. Nhưng mà cái mấu chốt ở đây á, là do là cái mít này ở đây á, là do là Tăng trồng hồi xưa ở đó lên á. Đầu tiên á, là Tăng trồng mà khi mà nó mới chết một số. Rồi Tăng trồng lên một đợt rồi. Nó cuối cùng là lại á, là nó không có phát triển. Sau đó bắt đầu là Tăng mới, sau đó Tăng mới bỏ lại một đợt nữa. Rồi trồng, cái đợt này là đợt thứ hai. Các bạn nói chung là nó không phát đều được, không phát đều, nó cứ lớn lên nó eo. Nói chung Tăng cũng chăm sóc và phân thuốc cũng dữ lắm đó. Thì do đó Tăng mới quay lên để mà có video này để mà chia sẻ cho quý bà con cô bác mà có trồng mà trồng trên cái đất mà kiểu như là mình đã trồng mít Thái rồi hoặc là trồng những cái cây khác rồi, trồng xoài trồng gì đó thì nó không phát bằng. Tốt nhất là mình phải cải tạo lại các bà con, cải tạo bứng gốc nó đi, cải tạo đất lại thì nó mới trồng mới tốt nha. Đó. Thì cũng may mắn là có những cái vườn như Tăng thí điểm trên cái vườn của Tăng nè đó, thì có những cái video này thì bà con cô bác nào có xem được thì nhớ đăng ký kênh của Tăng để có những cái video hay và chia sẻ đến cho những bà con khác. Và Tăng rất là mong bà con xem được cái trên kênh Tăng thì chia sẻ ra, đọc ra và đăng ký kênh của Tăng, cho Tăng một like và cho Tăng một lượt chia sẻ và bình luận cho Tăng để cái kênh Tăng có nhiều người biết đến, để Tăng gắng cố gắng để chia sẻ cho bà con những cái nói chung là cái mít ruột đỏ này là nói chung là những cái cây khác nói riêng hay bà con cô bác. Đó. Thì sắp tới Tăng sẽ quay nhiều video để mà chia sẻ cái mít này. Thì Tăng sẽ làm giống như là mỗi một cái công thức à, chia sẻ Tăng biết cái nào đó Tăng sẽ chia sẻ cho bà con cái đấy đó. Thì video sau thì chắc có thể là Tăng sẽ làm một cái video để mà chia sẻ đến bà con mình khi làm bông cây trái rồi video sẽ làm cái cách để trái tiện trái này kia nọ. Sắp tới Tăng sẽ làm những video ra đây nè bà con, như cái vấn đề cái cây này thì trồng lại, Tăng trồng lại nè, nó không có được tốt không ha, nó cứ khằng 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 như hoài à. Cái đầu từ từ cái đó nó sẽ bị
bị không tốt để nó chết luôn á. Đây tại vì đây đây là bà con bác, đây là tầng trần tới gốc mít nè, này gốc mít cũ này nha. Nó ta không có lấy lên. Nó lấy lên thì đang trồng lại đây. Thì đâm ra là nó lúc đầu tiên thì trồng xuống thì rất là phát, nhưng mà khi máy thì nó không phát nữa. Rồi đó tăng trồng hết cái này là toàn là mít Thái không à. Thì hôm nay đang cho ông anh ông vợ ở đây chăm sóc, ông dung mô lên. Rồi cái thứ hai nữa là đang cũng xin chia sẻ với bà con mình một tí xíu nữa, là khi mình có chồng á thì mình nên trồng cái, đừng nên trồng mô này. Trồng mô này á là mô mình trồng lên á, thì ta muốn chia sẻ luôn là mô á làm lên á thì cái nó không có tốt. Hung là vấn đề gì, là khi mà lớn á gió nó sẽ quơ qua quơ lại, rồi lúc đó mình dung gốc lên á, làm mô lên á, thì mình làm mô vậy nè, mình tưới á hoặc là mình gãy phân rồi nọ thì nó không, mình tưới á, quan trọng với cái tưới á, tưới cái nước á thì nó không có thể nào nó xuống, nó thấm xuống tới cái rễ được. Mình tưới ở trên này á thì cái mặt này nó ướt thiệt, nhưng mà ở dưới thì nó không ướt, thì đâm ra là nó không đủ độ nước thì cái cây nó cũng không phát. Nhưng mà con bác do đó là mình trồng làm sao, mình trồng xuống mình dụ đất phẳng, mình trồng phát cái lỗ đi nằm xuống, thì mình trồng nó, mình trồng sâu xuống tí xíu thì nó sẽ cứng cái cây và gió nó không bị lắc, không có chống gốc. Sau này mình đỡ có cái chắn, mình đỡ có cái vấn đề là ngã đổ cây nhiều. Đó, có cây mà mình trồng tăng trồng không có xa cái gốc mít á, đây gốc mít tuốt ở đây nè, thì nó sẽ to phát nha bà con, nó sẽ phát, nó sẽ phát. Rồi cái Tăng sẽ làm thêm một cái video nữa, sắp tới Tăng sẽ làm video sắp tới là Tăng sẽ chỉ cho bà con mình là cái cách tỉa cành này kia nọ, mình có nên tỉa hay không nên tỉa nữa. Thái vừa rồi Tăng trồng đây có ăn được có 3 năm chết rồi, xong rồi Tăng xen cái này vô, mà khi mà xen cái này vô, xen cái Indo này vô thì nó không phát, không cuối cùng thì Tăng phải nó mới đầu trồng xuống nó tốt lắm, sau cái cuối cùng cái nào nó chết chết. Thái hồi đó cũng của Tăng cũng giống giống cái này nè, giống vườn này nè, cũng chết cây nè. Đó rồi cuối cùng thì Tăng bỏ, Tăng trồng lại cái Indo này. Cây này nó bị gãy rồi đó, Tăng lựa cây gốc lớn, gốc bự 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 luôn. Con bác thấy gốc toàn là từ 2 phân mấy 3 phân, dùng tay dưới lên. Lúc nhỏ này thì con chăm sóc mình đó, chăm sóc nó thì nó cũng cũng cần phân nhiều nhiều cho lắm đâu, thì mình xài ví dụ như là miễn mình đi muốn cho nó đi. Như mấy cái này nè, nó cũng đang bị thiếu phân nè, mình đi cái thằng này 30 10 10 trộn trộn với thằng humic á, điện rễ á, thì cho nó đi cơi liền liền đó. Mà con bác đừng, mình đừng định để cho nó dứt cơi, cây nó mau phát đó, cây nó sẽ phát vậy lẹ, rất là lẹ. Mấy cái này nó dễ bị ngã đổ, đâm ra là nó sẽ không phát. Nó là cũng rất là mong là bà con bác mình chăm sóc khi lúc mà nó cây bự này là lên nè, gió nó dễ bị ngã đổ lắm. Khi mình lớn bắt đầu mình chặn lại, chịu khó mình chặn lại. Lâu lắm rồi nó mới quay về cái vườn ở bên Trà Vinh của Tăng này để Tăng làm mấy cái video để chia sẻ với bà con. Nhưng mà tại vì Tăng trồng cái bít cục gõ lên đây xong rồi sau đó mới có video để mà có cái clip giống như mấy cái chủ yếu là trồng cái mít vùng đỏ Indo nè, để mà đưa đến cho bà con mình nắm được. Thì đây á, là Tăng cũng đi rất là nhiều vườn, đâm ra là Tăng mới biết là vấn đề nó được cái độ phát triển như thế nào và cái vườn trồng trồng như thế nào đó. Thì cái Indo này á, thì nó cũng rất là dễ trồng đó, bà con các bác, nó rất là dễ trồng.
mà thị trường bây giờ thì cũng rất là nhộn nghiệp, cũng có giá đó, giá nó cũng bây giờ hiện tại 50 mấy ngàn một ký trở lên, ký thì khoảng 8 ký trở lên đó, mà con bán thì đang cũng rất là chờ đợi và háo hức để mà sắp tới để có giá trị cái bích ruột đỏ này có giá trị, nhưng mà cũng rất là mong bà con cô bác mình cùng chung với Tăng để mà kiểu như để mình làm cái kỹ thuật rồi để Tăng chia sẻ lên rồi bà con cô bác nào mà làm trước hoặc là có kinh nghiệm vườn nào chúng làm theo cái thuốc phân thuốc gì chúng thì cũng mong xin bà con cô bác liên hệ với bên Tăng để mà Tăng sẽ chia sẻ lên cho những bà con cô bác đi sau mình biết đó, chứ đừng có ví dụ như bà con làm đạt rồi cái bà con hơi kiểu như mình không chia sẻ ra thì Tăng nghĩ cái đó thì nó rất là uổng đi đó, thì Tăng cũng rất là mong những bà con cô bác và anh chị đi trước có trồng trước, Tăng cũng thấy có những vườn rất là đạt, trồng rất là đạt, rất là hiệu quả, và có những vườn trồng không hiệu quả đó. Thì bà con cô bác nào mà có theo xem trên cái kênh của Tăng á thì thứ nhất là đóng góp, thứ hai là biết được á, thì bà con cô bác chỉ cho Tăng và chia sẻ và để Tăng quay lên những video lên mà có vườn nào mà ấy thì cho Tăng xin Tăng quay lên để chia sẻ cho bà con người ta trồng giống như mấy người ta mới biết trồng á, bà con cô bác đó. Thì thôi thì Tăng cũng chia sẻ qua ngắn ngắn để cái video này, để cái vấn đề là cái video này chủ yếu là đang nói đây, chủ yếu đây là cái vấn đề mình muốn sử dụng đất trồng lại đó, bà con có trồng lên trên cái đất mà cây mít Thái mà bà con trồng lại cái ruột đỏ thì bà con phải làm cải tạo đất lại đàng hoàng thì Tăng nghĩ mới trồng được nha. Còn ở đây hiện tại mít của Tăng là không cải tạo mà chặt bỏ ra rồi trồng lại thì nó không có phát, không như bà con cô bác đó, đâm ra Tăng nên làm cái video này để chia sẻ đến bà con cô bác, mong bà con cô bác đã đón xem và nhớ xem thấy hay và đăng nhớ thêm thấy hay đăng ký cho Tăng một like nha bà con cô bác. Dạ tạm biệt bà con cô bác, hẹn lại bà con cô bác cái clip sau Tăng sẽ chia sẻ cho bà con là cách để mà làm bông làm trái làm héo bà con cô bác. Dạ tạm biệt bà con, dạ hẹn lại bà con cô bác. Dạ.